Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cánướngdaiòn.com Đinh Quang Thái, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Liêu Sài Gòn TV. Xin chào Phát Thái. Chính chào khán giả, chào cô Ngọc Lan. Ạ. Sắp sửa Thanksgiving rồi, có chuẩn bị gì không? Già yeah, Thanksgiving à, cuối tuần này là ai muốn mà à, chuẩn bị quay gà tây làm gà tây là cuối tuần này là bắt đầu đi mua được rồi đó. Tại vì cuối tuần mua xong mình chờ một ngày cho nó rã đông xong rồi mình lại bắt đầu tẩm ướp rồi nướng. Chắc là muối con ạ. Gà tây nguyên nhà ăn một con. Um, để nói về cái chuyện mà gần cuối năm rồi Nhiều chuyện uh, nó diễn ra ở Tình hình thế giới, chính trị, thời sự Rồi uh, tình hình kinh tế Nhưng mà ngày hôm qua đó Thì uh, các quan chức ở um, cảng Long Beach Người ta đã ra một cái thông cáo báo chí cho biết rằng là Tính đến, uh, họ chỉ mới tổng kết đến giữa tháng 9 của năm 2022 thôi Thì cái số lượng mà họ bắt được hàng giả đó À, những cái mặt hàng túi sách quần áo dài dép vân vân nó đã lên đến số tiền là 1 tỷ đô la tiền ừ. giả Uh, những cái mặt hàng này mà trị giá của những mặt hàng này đó là 1 tỷ đô la họ nói đây là một cái con số khủng khiếp là cao nhất từ trước đến giờ có nghĩa là chưa hết năm mà lúc đó đã mới đến giữa tháng 9 thôi thì nó đã là lên đến 1 tỷ đồng rồi uh, thì Dĩ nhiên uh, trong thời gian qua quý vị cũng biết uh, những cái mặt hàng mà người ta làm giả nhiều nhất á, đó là quần áo nè rồi uh, những cái uh, túi sách nè rồi uh, những cái ví cái bóp rồi giày dép Uh, trang sức uh, đồng hồ họ gọi là đồng hồ điện tử đó thì đó là những cái mặt hàng họ làm giả uh, giá trị của những món hàng này nó khá là cao khi mà họ tính 1 tỷ đô la đó tức là họ tính rằng là nếu những cái mặt hàng đó được bán ra thị trường với cái giá của hàng thật thì nó sẽ trị giá 1 tỷ đồng chứ chứ còn uh, mặt hàng giả đó thì cái giá trị nó không có đến cái mức đó Uh, cũng chính từ điều này cho nên là họ lưu ý quý vị khi mà quý vị đi mua hàng đó phải cẩn thận khi mà mình mua những cái hàng gọi là mình bỏ tiền ra mình đi mua hàng hiệu nhưng mà mình lại mua nhầm hàng giả thì cái điều đó rất là uh, bực bội uh, nên mua hàng thì mua những cái cửa tiệm nào mà nó có cái uy tín nó có cái tên tuổi uh, nhưng mà cái trong thời gian qua đó khi mà cái hàng giả nó xuất hiện nhiều đó là một mặt là còn do cái tình trạng là buôn bán online. À, khi mà mua ở trên những cái trang mạng, đôi khi quý vị sẽ không biết được nó thật giả như thế nào. À, họ giả mạo những cái website mà khi ở nhất là trên Facebook click vô đó thì tưởng ra y như thật nhưng mà thật ra nó không thật hay là khi người ta nhắc nhở là khi quý vị thấy ai đó đang bán một cái túi sách một đôi giày hay là những cái mặt hàng mà là hàng hiệu nhưng mà với một cái giá thấy là nó khó tin á người ta kêu là khi mà quý vị thấy cái giá đó là khó tin cho cái món hàng đó thì hãy nghĩ rằng nó cũng khó tin nếu nó là đồ thật cho nên phải cảnh giác trước những cái chuyện như thế này cách tốt nhất là không nên đi giày giày dép dạ yeah, giày dép không nên dép đi quần áo <laughs> thưa quý vị sau cái cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 vừa qua đó thì uh, bây giờ người ta đang nói tới một cái nước mỹ chia rẽ ghê lắm sáng nay thì tin của hãng thông tấn um, AP đưa ra một cái hình ảnh như thế này họ nói rằng lấy hai cái tiểu bang làm thí dụ thôi đó là Florida và California ở Florida trong những ngày sắp tới và cũng đã như vậy rồi sẽ có những chính sách rất là gay gắt đối với di dân đối với vấn đề phá thai đối với vấn đề mà những cái bài giảng có tính cách đề cập tới một cái quá khứ lịch sử của nước Mỹ đó là vấn đề nô lệ da đen thì riêng tại California đó sẽ là một cái tiểu bang mà rất là rộng mở hiểu theo nghĩa là sẵn sàng tiếp đón tất cả những người nào mà ông thống đốc Gavin Newsom uh, cho rằng bị chèn ép hoặc là bị uh, đối xử một cách nó không đúng mức ở những tiểu bang khác. thí dụ những người phụ nữ tại những tiểu bang mà giờ phút này như là Texas là những người như ở bên Florida vân vân mà vì hoàn cảnh họ muốn không giữ cái bào thai trong bụng nữa, thì nếu mà họ làm cái hành vi phá thai tại Florida tại Texas họ có thể bị phạt và thậm chí có những người phải ra tòa thì California sẽ rộng mở vòng tay để mà đón những người đó. Đó là có nhiều hoàn cảnh như thế và California cũng sẽ có những chính sách rất là thoải mái đối với những người di dân nhập vào tiểu bang này. Florida và California, California nó chỉ là biểu tượng của một cái tình trạng chia rẽ của nước Mỹ thôi nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ còn nhìn thấy cái sự chia rẽ đã qua ngôn ngữ, qua hành cử tri của những người thuộc xanh hoặc là thuộc đỏ xanh với đỏ bây giờ nó là một cái thuật ngữ mà báo chí nói rằng các tiểu bang xanh là thuộc dân chủ các tiểu bang đỏ thì thuộc um, cộng hòa đêm qua tôi xem cái bài diễn văn của bà nancy pelosi khi bà nói rằng bà sẽ không giữ cái vai trò và uh, lãnh đạo của hạ viện nữa bởi vì giờ phút này thì uh, sau khi mà ngày hôm qua các cơ quan báo chí họ đã chính thức loan báo là uh, Cộng hòa nắm đa số tại Hạ viện, mặc dù con số nó mong manh nó vào khoảng 7 phiếu thôi, chứ nó không có ghi gớm như là người ta tiên đoán. Thì bà Nancy Pelosi đã tuyên bố là bà sẽ không ra tranh cử cái chức mà uh, lãnh đạo của um, Hạ viện nữa. Thì ngay lập tức cái ông mà bây giờ đang được xem là ngôi sao sáng có thể lên vai trò đó là ông Kevin McCarthy của bên Cộng hòa. Ông nói một câu như thế nào? Không? Thay vì chính trị một người mà đã xuống rồi đó, thì người ta cũng thôi, cũng đừng có gọi là sau óc người đó làm cái gì ông Kevin McCarthy bèn chơi luôn một câu bảo bà Nancy Pelosi bà bị đuổi it's fire she's fire thì tôi xem xong tôi thấy tại sao bây giờ um, cách đây chừng độ 10, 15, 20 năm cái chính trị Mỹ nó không có mức độ mà nó nó, nó, nó cạn tàu ró máng mà ngôn ngữ với nhau như đến như thế thì ai là người có thể thay thế cho bà Nancy Pelosi thưa quý vị đây là ông uh, dân biểu uh, của tiểu bang New York là Hakeem uh, Jeffries nếu mà ông Hakim Jeffries mà ra tranh cử để mà nắm được cái vai trò lãnh đạo thiểu số của đảng dân chủ tại hạ viện á thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ có một người Mỹ gốc Phi châu tức là một người Mỹ da đen á. Uh, sẽ giữ vai trò lãnh đạo như vậy, bởi vì cả thượng viện đến hạ viện từ xưa tới giờ chưa có một người Mỹ ra màu nào mà giữ vai trò này hết. thì uh, trong cái cách tổ chức công quyền của nước Mỹ đó, thì hạ viện và thượng viện giữ vai trò lập pháp. thì thưa quý vị, uh, chúng ta cứ nói đi nói lại cái thuật ngữ này mãi, cái người lãnh đạo phe đa số của một đảng từ hạ viện và thượng viện, cái người lãnh đạo phe thiểu số của một đảng từ hạ viện và thượng viện thì bây giờ đã đáng nhẽ bà Nancy Pelosi sau khi bà rời khỏi chức vụ chủ tịch Hạ viện. Bởi vì có nghĩa là dân chủ thua rồi, thua tại Hạ viện rồi. Thì bà có thể xuống và bà trở thành người lãnh đạo phe thiểu số dân chủ tại Hạ viện. Ừ. Nhưng mà lần này thì bà nói chắc là bà cũng không làm cho nó luôn. Vì người ta đang bàn tới ông này. Thì không biết là cái cuộc bầu cử vào ngày 30 tháng 11 sắp tới đó sẽ như thế nào ngay cả ông Kevin McCarthy cũng chưa chắc đã được nội bộ đảng họ đồng ý hoàn toàn. Ừ. Cái sự chia rẽ của Cộng hòa nó nặng tới mức độ là ngày hôm qua ông uh, lãnh đạo nghị um, lãnh đạo phe thiểu số tại thượng viện tức là nghị sĩ Mitch McConnell đó lần đầu tiên cái cuộc đời làm chính trị của ông bị một cái tay ở trong nội bộ đảng thách thức ừ. là ông ông Scott và sau đó thì một ông nghị sĩ khác là ông George Haley cũng chê trách là tại sao ông để cho cộng hòa thua như kỳ này nghe chúng ta thấy rằng à, có dịp chúng ta sẽ nói thêm về cái sự chia rẽ này trong xã hội nước mỹ đó thì làm cách nào để overcome để vượt qua thì chúng tôi sẽ nói về cái chương trình sáng nay mà đại NPR họ nói về gia đình Kennedy trong cái dòng lịch sử của nước mỹ xin mời quý vị cùng trở lại với đinh quang thái và ngọc lan sau phần thông tin thương, thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9, có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng gia giòn.com. ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, <laughs> xin lỗi. À, gần dịp cuối năm thì à, các cái cửa hàng bách hóa, những cái à, siêu thị giống như là Target, Walmart hay là à, Draiad vân vân, người ta làm một cái tổng kết và họ thấy rằng đó à, năm nay cái số lượng hàng hóa mà mất cấp của họ đó nó vượt xa so với những năm trước. À, đối với lại Target thì họ vừa mới cho biết Năm nay cái doanh số, doanh thu, cái thu nhập của họ Càng lúc nó càng bị giảm đi Mới mất đến 400 triệu đô la lợi nhuận Bởi vì cái chuyện mà ăn cắp hàng hóa à, Chính vì như vậy cho nên quý vị thấy Nếu trước đây ví dụ như mình vô Target hay là một số cửa hàng mình thấy những cái mặt hàng như họ để như thế này, chỉ ở trên kệ vậy thôi, ai cần thì cứ thò tay lấy xong rồi bỏ vô xe của mình rồi mang ra rồi tính tiền. Nhưng mà bây giờ với cái tình trạng mà cái trộm cắp nó gia tăng như thế thì bây giờ người ta nhận thấy có nhiều những cái tiệm mà target nhất là ở vùng mà Hollywood ở trên cái khu Los Angeles, nhiều nơi á ngay cả bột giặt À, họ cũng phải để ở trong cái tủ có khóa đàng hoàng. Sợ á. À, Dạ, sợ như vậy tại vì ăn cắp quá nhiều, người ta không thể nào mà kiểm soát hết. Rồi nhiều cái trong thời gian qua quý vị cũng thấy tin tức á, có nhiều nơi mà nó giống như nó tấn công nó đột nhập vào trong những cái tiệm mình vơ vét hàng hóa rất là là nhiều. Thì đây cũng là một cái cách mà người ta à, kêu gọi cái uh, chuyện mà cảnh sát hay là an ninh phải có như thế nào để bảo vệ những cái người tiêu dùng bởi vì không chỉ target không mà nhiều cái cửa hàng khác cũng bị tình trạng này. Đó là chưa kể những cái tiệm nhỏ 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 nó cũng có nhưng mà đến con số mà là 400 triệu tiền mất cấp hàng hóa thì đó là khủng khiếp. về chứng tỏ cho thấy là đời sống nó khó khăn là là trước mắt. Yeah. Cái thứ hai nữa là nó cũng có vấn đề của xã hội phải không? Thưa quý vị, lúc nãy chúng tôi nói về vấn đề chia rẽ của nước Mỹ đó. Thì sáng nay đài National Public Radio họ có một cái series họ nói về những cái nghị sĩ trẻ mà là những người có charisma, tức là những người có một cái khả năng gọi là thu hút hấp hồn quần chúng và những người có cái khả năng mà đoàn kết nước Mỹ đó thì người ta đề cập đến gia đình Kennedy và đó là một cái gia đình mà nếu chúng ta tin vào vấn đề tâm linh đó thì có thể có những người giải thích là chắc bị một cái gì đó bởi vì bằng chứng từ ông uh, John F Kennedy là tổng thống bị ám sát chết uh, sau đó tới um, uh, Edward Kennedy cũng bị ám sát tại Los Angeles này yeah. rồi con trai của cố tổng thống John F Kennedy lái máy bay cũng chết rồi tới ông um, người mà sống già là ông um, ông Edward Kennedy nhưng mà Họ cho thấy rằng đó là những cái người mà đã đưa ra được những cái bài diễn văn để nó nói về một nước Mỹ đúng nghĩa vĩ đại và một nước Mỹ đoàn kết. Cái câu của ông John F. Kennedy một hồi đó khi mà ông bắt đầu gửi những người thanh niên đi xem cái đoàn Peace Corps tức là cái đoàn mà chính uh, những người thanh niên thanh niên thiện chí đó qua Việt Nam nhiều lắm. Ông nói một câu rằng đừng bao giờ tự hỏi rằng quốc gia đã làm được gì cho bạn và bạn phải tự hỏi rằng bạn đã làm được gì cho quốc gia. Thì họ nói rằng những cái bài diễn văn như thế nó để lại một cái dấu ấn của xã hội Hoa Kỳ. Thì bây giờ họ bảo đâu rồi? Tình hình nó bây giờ nó đâu rồi? Những người mà có charisma như vậy. Gần đây thì có những người charisma như là ông 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 Barack Obama chẳng hạn, ông Bill Clinton. Và nói về sự đoàn kết ấy, Thì thưa của Ngọc Lan, cái hình ảnh mà chúng tôi cho là nó biểu tượng nhất của nước Mỹ đó là lúc mà ông ứng cử viên Barack Obama là đảng Dân chủ ra tranh chức tổng thống ứng cử viên của đảng Cộng hòa là ông John McCain ra tranh cử tổng thống John McCain là một người anh hùng chỉ có ông Donald Trump thì chê ông John McCain không phải là anh hùng thôi nhưng mà John McCain là một người anh hùng khi ông ra ông vận động cái tay ông thế này ông đưa lên như vậy bởi vì ông bị ở tù ở ngoài Bắc Cộng sản Việt Nam right, ông bị thương tật trong một cái buổi town hall meeting khi mà ông đang nói chuyện với cử tri có một bà đứng dậy bảo Dạ thưa ông, tôi không có tin cái ông Barack Obama. I don't trust him. Ông đó là một người sinh ra tại một cái nước Hồi giáo và ông ấy chúng tôi không thể tin được. Cái gương mặt của ông John McCain ông đánh lại. Ông lại ông lấy cái microphone của bà đó. Ông bảo, bảo, that's not right. That's not right. That's not true. Ông nói như vậy. Tôi nói cho bà biết. Mục tiêu của tôi ra tranh đấu ấy ra tranh cử là tôi thắng cho bằng được đối thủ của tôi là ông Barack Obama. Nhưng tôi phải nói với bà là ông Barack Obama là một người rất xứng đáng để cho tôi kính trọng và chúng ta phải kính trọng. Cái đó là cái sự đoàn kết của nước Mỹ. Họ đã tranh cử nhau là không có mạ lý nhau. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Ông John McCain ông có đủ cái hay để ông nói với cử tri rằng tôi phải thắng bằng được cái ông Barack Obama này. Nhưng mà bà đừng có nói như thế. Bà đừng có nói là ông sinh ở bên một quốc gia Hồi giáo Cái đó là cái mà Ngày hôm nay chúng ta mất đi Không biết bao giờ mới hồi phục lại được Bởi vì chúng ta thấy rằng Tất cả những cái lời gần đây Ngay cả hình ảnh của bà Nancy Pelosi đó, Khi mà ông uh, Tổng thống thứ 45 Là ông Donald Trump vào trong Quốc hội lưỡng viện để đọc cái bài Thông điệp liên bang Thì vì bà đứng ở trên cái vai trò chủ tọa Ngồi bên cạnh là Phó Tổng thống Michael Pence Bà thò tay ra bà bắt thì ông Trump không thèm bắt tay bà, bà tức, cho nên khi mà ông đang đọc diễn văn như vậy, mà thông, thông lệ đó khi mà tổng thống đọc diễn văn đó, là cái bài diễn văn nó phải được đưa trước cho chủ tịch thượng viện và chủ tịch hạ viện để trên bàn, bà cầm cái bài diễn văn và xé đấy. Thưa quý vị, có những người mà chúng tôi gặp người uh, người Việt Nam sống ở những, những nước khác và một số những người dân bản xứ của những nước khác đó họ nhìn cái hình ảnh nước Mỹ bây giờ họ bảo ông ơi cái nước Mỹ của ông bia đó làm sao ấy thì thú thật rằng càng ngày càng nghe tin tức mỗi ngày thấy cộng hòa với dân chủ thì mình không biết là cái mà bây giờ hãng thông tấn AP như lúc nãy chúng tôi nói đó cái sự chia rẽ của nước Mỹ trong những ngày sắp tới ra sao nhưng mà rõ ràng cái khuynh hướng của cộng hòa và dân chủ bây giờ là như nước với lửa cộng hòa bên Texas ấy, thì bây giờ ngay cả mang súng vào trường cũng không sao À, mua súng thì cũng thoải mái. California thì giới hạn ạ. À, bởi vì ngay cả một cái khẩu súng mình mua được giấy phép đâu đấy rồi. Nhưng mà ban đêm nên ngủ á cái khẩu súng lục đó phải để ở trên đầu giường sợ cướp như được. Nhưng mà cái hộp súng nó phải có khóa. cướp nó vào tới nơi mà chưa kịp mở khóa có thể bắn mình chết rồi. Texas họ lập luận rằng oh, no súng nó phải để đây chúng tôi lên đạn là chúng tôi bắn ngay. California bảo không được. Súng để trong nhà cũng phải để trong hộp có khóa cái đã. Rồi nó có vào đó thì mình đi tìm chìa khóa mình mở. Đó là cái nước và lửa giữa Cộng hòa với Dân Chủ. Và rất nhiều tiểu bang sẽ rơi vào cái hoàn cảnh gọi là bất đồng nhau về cái um, chính sách của từng tiểu bang như vậy. Nó là Dân Chủ đấy. Tức là nó là bản chất của một thể chế Dân Chủ. Ai cũng có quyền đối nghịch nhau. Nhưng mà có lẽ là người Mỹ người ta có cái câu thành ngữ rằng We must find something in between tức là chúng ta phải tìm một cái gì đó ở chính giữa chứ còn cái điều này thì thú thật là nghe xem những cái bài diễn văn gần đây họ trời nhau tôi thấy hàn quá thôi yeah, mời cô <laughs> rất là nản. Uh, coi uh, cái chuyện mà giữa như, giống như bác Thái vừa nói giữa dân yeah. chủ và cộng hòa rồi à, liên quan đến kết quả bầu cử giết uh, thật sự làm tin tức thì phải coi nhưng mà coi á, thì thấy nó chán là bởi vì uh, <laughs> Chẳng như con rắn <laughs> Không biết diễn tả như thế nào để để thấy rằng một ngay trong cộng đồng Việt Nam thôi là mình đã thấy rõ ràng cái điều đó rồi Chứ không nói là xa hơn cả nước Mỹ À, nó nói cái sự mà chia rẽ rồi cái sự mới, nếu mà dùng cái từ nặng nề hơn á mình thấy luôn cả cái sự thù nghịch ở trong đó nữa rồi à, cái chuyện mà bêu xấu nhau nói xấu nhau thì thôi rồi dùng những cái lời mà mình không thể tưởng tượng được là à, những chính trị trị gia ở à, những người đại diện cho thành phố cho một quận hạt lại có thể có những cái phát biểu như vậy à, nhưng mà hy vọng là trong tương lai thì không biết tương lai gần hay là bao xa thì những cái điều đó nó sẽ được à, tốt hơn để mà người ta nhìn về một nước Mỹ nó tử tế và đàng hoàng hơn. Xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1800 990 8319 princesslife.com quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, như là ở phần đầu vào buổi chương trình đó thì bác Thái có nhắc đến chuyện gà Tây à, trong lễ Thanksgiving. À, thì uh, chuẩn bị cho cái mùa cuối tuần này là người ta sẽ bắt đầu đi chợ để chuẩn bị cho cái tiệc Thanksgiving rồi Thì người ta cũng làm một cái thống kê cho biết rằng đó Trong một năm đó thì cái thời gian mà người ta lãng phí thức ăn nhiều nhất là trong cái dịp Thanksgiving <laughs> Thời nào nước Mỹ cũng lãng phí thức ăn luôn. <laughs> Lãng phí thức ăn Họ nói trong năm 2021 đó thì có khoảng 305 triệu pound lương thực Trị giá khoảng 400 triệu đô la bị lãng phí chỉ riêng trong ngày Thanksgiving thôi chứ không phải là là trên cả năm, chỉ riêng trong ngày Thanksgiving thôi là đã có khoảng là uh, trên 400 triệu đô la bị lãng phí, tức ăn như vậy. À, cho nên họ cứ nói là nhìn ngày này là cái ngày họp mặt là cái ngày đoàn tụ gia đình mà cho nên đôi khi á người ta muốn làm sao có một cái tiệc đó thật là đầy đủ nó thật là nhìn cho nó thật là tươm tất vân vân cho nên là chi tiền rất là nhiều và mua rất là thoải mái nhưng mà rồi thì ăn không hết ăn không hết rồi thì lại không biết bảo quản làm sao để cái thức ăn đó mình có thể mình dùng tiếp cho những lần sau. Cho nên là chuẩn bị cho cái chuyện mà sắp tới đây cuối tuần này quý vị và chuẩn bị cho tiệc Thanksgiving đó, thì người ta đưa ra một số những cái đề nghị rằng là trên tinh thần mình phải tiết kiệm. Ví dụ như đầu tiên á là phải xác định được là mình sẽ tổ chức cái tiệc đó là bao nhiêu người. Nếu mà gà tây á người ta nói là quý vị hãy tính cứ trên đầu người như vậy là một người là một pao thôi ví dụ nhà chỉ có sáu người mà một pao một bao thịt đó Ê, nhiều không, lắm á không, không, một một khi người, người ta tính một pao như vậy thí dụ như mình mua một cái con đó 10 pao nhưng mà khi mình làm được hết rồi nó nó, nó nó còn lại không có đến cái mức đó cho nên thí dụ như bây giờ ở nhà là người ta tính là ví dụ 8 người đi thì quý vị có thể mua một cái con gà nào mà nó ở cái mức đó thôi nhưng mà gà tây á thường ít nhất nó cũng phải 8 pound. Cho nên là mình mua cái con nhỏ nhất đó xong rồi mình làm rồi những cái vật uh, liệu gì đi theo nó vừa đủ uh, bánh pumpkin pie cũng vậy hay là bây giờ nếu như là ở nhà không ăn gà tây mà ăn uh, bún bò hay là ăn uh, cháo lòng gì đó thì quý vị cũng ước lượng vừa thôi. Rồi thêm nữa uh, khi mà ăn không hết đó, nhất là con gà nhiều người người ta sợ lắm, ăn không hết con gà này thì nhớ tìm cái cách mà bảo quản nó lại hay là nghĩ cái cách mà chế biến những cái món khác ví dụ như mình có thể mình xé thịt nó nhuyễn ra để mình nấu súp cũng được hay là quý vị cái kiểu như sắc hạt lựu nhỏ nhỏ mình chiên cơm cũng được đó là nhiều cái cách để chúng ta tận dụng thức ăn đừng có hoang phí quá và cuối cùng nữa đó nếu như mình nghĩ hết cách rồi mà mình vẫn không thể nào mình tiêu thụ hết cái con gà này cùng những cái đồ ăn kèm với nó đó thì hãy dùng nó để bón cây bón chứ cây đừng có, yeah, chứ đừng có vứt thùng rác uh, rất là uổng phí hãy dùng nó để mà bón cây nghĩa là người ta kêu làm phân bón thì có nghĩa là tận dụng tối đa đừng có hoang phí thực phẩm tôi thấy uh, ở Việt Nam mình sau Tết uh, ta đó mùng bốn mùng năm tất cả những gì còn dư lại người ta nấu một cái nồi uh, nồi thức ăn chung phải không? người ta trộn hết lại rồi sau người ta ăn cũng cũng hay nha uh, đó là một cái cách để mà mình có thể giải quyết thức ăn dư bên mỹ <laughs> mà thưa quý khán giả của Ngọc Lan nó có một cái nghịch lý này về cái ngày Thanksgiving này. Bây giờ là cái cộng đồng của những người thổ dân đầu tiên tức là những người da đỏ đó họ không hài lòng lắm lý do tại sao? Bởi vì cái nguồn ủy của cái Thanksgiving đó, bởi vì khi mà những cái người da trắng đi từ bên Anh, đi từ bên Đức, đi từ bên Hòa Lan, đi từ bên Pháp do cái nạn mà bức hại uh, trong tôn giáo tức là chúng ta biết cái bối cảnh khi mà uh, những người theo cái cộng đồng phản thể dịch từ cái chữ protestant ra tức là phản thể tức là chống lại cái lời thề khi mà họ không tin rằng đức mẹ Maria đồng trinh đó, thì đã bị một cái sự bức hại của phía bên uh, tòa thánh Vatican bởi vì cái đó là là phản lại với cái 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 cái, cái, cái um, niềm tin và cái cái, cái 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 giáo điều của bên uh, Công giáo thì họ những cái người phản thể đó họ mới lên tàu như chiếc Mayflower chẳng hạn, họ đi vào nước Mỹ. Thì những người thổ dân da đỏ đầu tiên là những người dạy cho họ cách mà gặt hái mùa màng đúng không? Ừ. Là trồng bắp như thế nào, tránh mùa đông ra sao, mà săn thú như thế nào. Nhưng mà sau đó thì là một cái cuộc tàn sát bởi vì người da trắng phải chiếm đất người da đỏ. Cho nên mới ra được cái hiệp Trung Quốc-Mỹ ngày hôm nay. Ừ. Và để cảm ơn những cái ngày đầu tiên được mùa màng đó thì người ta tổ chức Thanksgiving. À, đọc cái lịch sử thì mình thấy nó cũng có một cái hơi oái oăm cái chỗ đó. Thành thử nếu bây giờ mà có những cộng đồng người thổ dân da đỏ mà họ bực tức thì chúng ta có thể hiểu được. Nếu mà thưa quý khán giả chúng ta đi vùng về cái vùng Montana hoặc là Wyoming, South Dakota, nó thấy những cái di tích còn lại của cái thời mà mà chiếm đất người thổ dân da đỏ như là cái Crazy Horse tức là cái ngọn núi mà nói về cái người lãnh đạo của một cái bộ tộc da đỏ, tên là Crazy Horse đó tiểu bang phân đinh cho mình nhiều cái hoạt động khác nhưng mà xây cái crazy Hawk là họ không có phân đinh họ không cho, không, cho, tiền thành ra cộng đồng thổ dân các nơi mới bỏ tiền đã xây cái ngọn núi có cái ông crazy Hawk đó và họ bỏ là why quý vị phân đinh có rất nhiều cái sinh hoạt mà riêng cái sinh hoạt biểu gọi là bảo tồn cái văn hóa của người thổ dân chúng tôi mà đã từng bị cái vị giết hại đó thì quý vị không bỏ một số nào cả thì đó là cái điều chúng tôi chỉ nêu lên một cái vấn đề của xã hội Mỹ nó vẫn là một cái vết thương rỉ máu dưới cái cộng đồng của những người thổ dân da đỏ và những người mà giờ phút này đang là chủ nhân ông của cái hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này thưa quý vị bây giờ chúng ta nhìn sang một tí xíu thấy cái mối lo khác là sáng sớm ngày hôm nay vào lúc 10 giờ 15 phút tính theo giờ tại bán đảo Triều Tiên Cộng sản Bắc Hàn do ông Kim Jong Un ông lãnh đạo đã bắn uh, một cái loại hỏa tiễn mà gọi là lên lục địa, bắn qua uh, nước Nhật và rơi vào phía tây của hòn đảo Hokkaido. thì tại sao đây là một cái mối lo? Bởi vì Bắc Hàn thử cái hỏa tiễn lên lục địa này đó, nó có thể bắn với cái chiều uh, khoảng cách đó là 3.800 dặm với một cái độ cao là 620 dặm. Nhưng mà nếu mà cái đầu cái hỏa tiến lên lục địa này nó mang theo một cái đầu đạn hạt nhân một cái loại nhẹ đó nó có thể bắn tới được tổng cộng là 9.300 dặm. Tức là bất kỳ một cái vùng nào thuộc lãnh thổ của nước Mỹ cái hỏa tiến của Bắc Hàn đều có thể bắn tới được. Thì ngay lập tức sáng nay là bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris đã có mặt tại Bangkok ở bên Thái Lan để thảo luận về vấn đề an ninh của vùng và nói chuyện với lãnh đạo của nước Úc, của Canada, của Tân Tây Lan và một số các quốc gia Đông Nam Á. Thì bà lập tức lên tiếng rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm cái sự an toàn về mặt lãnh thổ cho các đồng minh của nước Mỹ, trong đó có Nam Hàn, ở trong đó có Nhật Bản và những đồng minh khác. Thì rõ ràng thế giới nó đang ở một cái thế một đầu bên này đó thì là Kim Dung Ổn, còn phía đầu bên Nga là Vladimir Putin. Nói thêm một tí nữa về Putin là cái hôm mùng 9 tháng 11 vừa qua khi mà Nga loan báo là rút quân ra khỏi vùng Kherson là nằm ở phía nam của Ukraine gần với bán đảo Crimea đó thì ngày hôm đó Putin ở đâu? Không có Putin trong cái phòng đó. Tức là bộ chỉ huy quân Nga loan báo mà không thấy mặt lãnh đạo tối cao là Putin. Putin đang đi vào một cái bệnh viện để xem người ta làm một cái kỹ thuật mới về phương diện mổ tim. Thì thưa quý vị, đó là một cái chiến thuật của Vladimir Putin. Tức là khi mà xảy ra một chuyện thất bại đấy, là Putin coi như là đùn cái trách nhiệm đó cho những người khác, chứ Putin không có mặt trong cái ngày mà loan bảo ở Hassan. Thì bây giờ sáng ngày hôm nay, tình hình tại bên Ukraine đó, Quân Nga vẫn tiếp tục từ mấy ngày vừa qua bắn phá những cái địa điểm chúng ta cứ tưởng tượng california lạnh thế này mà chúng ta đã khó chịu rồi đêm hôm qua bạn tôi bên uh, kiev gửi, gửi lời nhắn vào ông ấy lạnh quá bởi vì dưới zero độ mà điện bị cúp nước bị cúp luôn vì quân nga bắn vào những cái hạ tầng cơ sở không biết trong những ngày sắp tới thì những người việt nam sống còn lại tại thủ đô kiev và với toàn thể dân tại thủ đô đó có phải di tản không bởi vì theo cái lời của ông thị trường là cần phải chuẩn bị cái, cái, cái phương án di tản nếu mà cúp điện cúp nước mà nhiệt độ nó xuống lạnh quá. Xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lý đô Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm qua thì một người mẹ của năm đứa bé đã bị cảnh sát bắt về tội là uống rượu mà chở trên xe đến năm đứa nhỏ từ 1 đến 5 tuổi. À, thật thực ra đó cái lúc mà cảnh sát ở vùng upland bắt người phụ nữ này á, người phụ nữ này đến giờ vẫn chưa được cảnh sát nêu tên cũng như là tuổi của bà. Chỉ biết rằng là cảnh sát nhìn thấy một chiếc xe nổ máy nhưng mà không có chạy ở bên đường vào lúc khoảng hơn khoảng gần 1 giờ sáng của ngày thứ năm thì khi cảnh sát đến nơi thì phát hiện ở trong đó là một người phụ nữ đã hoàn toàn giống như gọi là xỉn quá cần câu rồi ở trong xe người ta thấy còn đây là chai rượu nằm vương vãi như thế này thì khi cảnh sát cỏ mở ra đó người phụ nữ đã bước ra và người ta kiểm tra cái nồng độ rượu thì biết là bà này là uống rượu lái xe, mà trên xe lúc đó có tới 5 đứa con của bà đang nằm ngủ, mà từ 1 cho đến 5 tuổi, chắc như là sinh năm 1 như vậy. Cho nên cảnh sát chỉ đưa ra cái thông tin đó cho biết, mà không có nêu tên của người này cho đến giờ phút này. À, cái việc mà bắt giữ vì nghi ngờ là bà giống như là DUI với lại gây nguy hiểm cho trẻ em, thì đây cũng là một cái điều mình thấy... Ái ngại ghê nếu như mà những ông bố bà mẹ có những cái vấn đề mà liên quan đến chuyện mà thích uống rượu nhưng mà mặc dù lúc này thì cái xe là người ta gọi là mở mở máy thôi không có chạy nhưng mà cũng bị kết tội à, quý vị nhớ khi nào mà mình có cái nhu cầu mà đi uống rượu á phải kiểm tra coi con cái mình trên xe nó như thế nào gửi nó làm sao chứ đừng có để va và vào những trường hợp này vừa là uống rượu lái xe bị DUI rồi lại còn thêm bị gây nguy hiểm cho trẻ em thì tội rất là nặng à, cẩn thận lắm bởi vì nhất là cái mùa lễ Tết sắp ừ. tới một người uống rượu say hại cho mình và có thể hại thêm những người vô tội đi ngang đường mà mà mình không có kiểm soát được ừ. tay lái Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì chính quyền của tổng thống Joe Biden bị chỉ trích khá nặng nề. Tại sao? Bởi vì đêm hôm qua thì bộ bộ tư pháp của Mỹ đã nộp đơn tại một cái tòa án để xin miễn trừ uh, truy tố cho ông thái tử Saudi Arabia đó là ông Mohammed bin Salman. Uh, ông Mohammed bin Salman đã từng bị tổng thống Joe Biden trong lúc ra chân cử năm 2020 đó thì ông Joe Biden nói rằng sẽ có tất cả những hình phạt đối với Saudi Arabia vì dính tới cái chết của nhà báo Jaman Khashoggi. Chúng ta biết cái vụ đó thì kinh khủng lắm. Ông Khashoggi để bước chân vào cái tòa lãnh sự của Istanbul ở bên Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm 2018 rồi mất tích. Cái người fiancé tức là người hôn phu, à, hôn thê đứng ngoài chờ không thấy được. cái người chồng sắp cưới của mình bước ra sau này người ta mới biết rằng ông ấy đã bị đặc vụ của Saudi Arabia phục sẵn ở trong cái tòa lãnh sự đó, nó giết không thì không nói, nó chặt từng khúc ra, nó bỏ vào trong một cái vali, và nó đem cái vali đó về bằng vali ngoại giao, không ai xét được hết về Saudi Arabia, nó dã man tới mức độ như vậy, thì ông Khashoggi này tại sao bị giết? Bởi vì ông ta thường xuyên lên tiếng chỉ trích chính quyền của Saudi Arabia và đặc biệt là cái ông hoàng thân Mohammed bin Salman ông viết nhiều bài ở trên tờ Washington Post lắm thì do lý do đó khi mà tổng thống Joe Biden đi qua gặp uh, lãnh đạo của Saudi Arabia mới đây đó về vấn đề mà, mà liên quan đến giá dầu đó thì cái hình ảnh mà ông tổng thống nước Mỹ đụng tay với Saudi ông, ông uh, Mohammed bin Salman đã bị chỉ trích rồi thì sáng nay Bộ Tư pháp xin một cái lệnh là miễn trừ cấp nguyên thủ cho ông Bin Salman. Tại sao? Bởi vì hôm mùng 9 vừa qua thì quốc vương của Saudi Arabia đã, đã, chính thức ký xác lệnh để giao cho ông Bin Salman này là thủ tướng của Saudi Arabia. Thì bây giờ Bộ Tư pháp dựa vào một cái luật của Bộ Ngoại giao là một người mà ở vai trò lãnh đạo một quốc gia như vậy đó là được miễn trừ truy tố bởi vì bây giờ cái vụ này đang bị truy tố thì uh, thưa quý vị uh, ông bin salman thoạt đầu là ông phủ nhận hoàn toàn cái chuyện mà ông dính tới cái vụ giết đó nhưng mà người ta biết phải có từ cấp cao nhất thì đặc vụ nó bị qua istanbul đến giết người như vậy sau này ông chỉ nói một câu rằng ông có trách nhiệm bởi vì cái vụ đó xảy ra trong giai đoạn mà ông cai quản đất nước, nước nhưng mà không có smoking gun thôi tức là không có một cái bằng chứng cụ thể thôi nhưng mà ai cũng có thể đoán được là Bin Salman là người ra lệnh bởi vì nhiều đối thủ chính trị của Bin Salman đã bị giết rồi. À ngày sáng nay cái bà vợ của ông nhà báo Khan đó đã, đã lên tiếng chê trách, chỉ trích Tổng thống Joe Biden và nói một câu rằng rút cuộc tiền là trên hết. Là bởi vì nước Mỹ bây giờ đang cần dầu hỏa của Saudi Arabia thì thành ra mới xảy ra một cái chuyện mà bìa miễn truy tố trước cái ông bin Saman thưa theo cô Ngọc Lan thì công lý trên của đất nên nằm ở đâu có những điều gì không thể giải thích được à, thưa quý vị anh, trở lại với lại những cái đời thường những cái việc mà chúng ta đi chợ hàng ngày đó à, có nhiều thời gian qua có nhiều người nói là ở, họ đi những cái chợ này chợ kia rồi cái ở trên những cái hóa đơn à, ghi tính tiền những cái món hàng nó không đúng vân vân thì mới đây một uh, tiktoker đó là cô Julia Tyler cô đã đưa lên tiktok của mình á một cái chuyện là cô đi mua hàng và cô cảnh báo rằng là phải kiểm tra lại cái <laughs> cái receipt của mình bởi vì uh, ngay cả những cái người mà thu ngân của những cái tiệm bán hàng á đôi khi họ không biết tại sao nó nhảy ra cái con số như vậy à, cô này cô nói là cô đi mua hàng rồi cô về cô coi tự nhiên cô, cô nhìn cái tờ cái cái bill đó cái hóa đơn đó cô thấy nó nó hơi khác khác so với lại cái cô nhẩm tính. Thì cô về cô uh, dùng một cái app cô dò ra, tự nhiên cô thấy nó hiện lên một cái món đồ mà nó không có ghi ra là cái món gì hết á. À, để rằng là cái món đồ đó là để là đồ không biết mà nó gần 20 đô la, 19.8 đô la. Cô thấy lạ tại vì cái này đã, đã đã món đồ không biết mà tại sao nó lại được tính vào trong cái hóa đơn thì cô biết mang cái receipt đó quay trở lại cái tiệm đó nhưng mà cô này được cái là cô cũng không có nêu cái tiệm đó là tiệm gì à, cô mang quay trở lại cái tiệm đó cô hỏi thì cái người mà à, những cái người mà phụ trách ở đó người ta xem người ta nói là đúng là họ cũng không hiểu tại sao nó hiện lên như vậy thì họ trả lại cho cô cái khoản tiền đó Uh, có một khi mà cô đưa cái việc này lên đó uh, trên tiktok của mình thì rất là nhiều người vào xem người ta đưa ra những cái comment có một người người ta nhận họ nói là tôi cũng là một người uh, giống như là người tính tiền ở uh, ở những cái cửa tiệm cô nói là cái điều mà cô này nói đó nó đã xảy ra nhiều lần đối với lại chúng tôi nhưng mà chúng tôi chỉ biết khi nào mà cái người khách hàng đó quay trở lại nói với họ rằng là ở trong cái hóa đơn đó có những cái món tiền rất là kỳ lạ thì lúc đó họ mới biết chứ còn cái cách mà tụi mà nói là cái tụi tụi mà uh, uh, scam uh, gian lận đó nó làm sao nó cài như thế nào ngay cả họ cũng không biết luôn còn cái chuyện mà uh, cô này cô nói là vì cái món hàng đó nó gần hai đồng cho nên cô mới để ý chứ nếu như mà cứ vài đồng vài đồng như vậy á rồi bằng cách nào mà tụi mà gian lận nó rút đi cái tiền đó thì đó là một cái vấn đề mà người ta cần phải để ý cho nên là quý vị đi chợ thì nhớ nhìn lại cái receipt của mình xem coi những cái món hàng đó tính có đúng hay không thứ nhất là để mình có thể là mình uh, complain lại hoặc là coi coi nhiều khi ngay cái chỗ cái tiệm đó họ cũng bị cái bọn giả mạo đó bọn mà gian lận đó nó nó kèm cái chuyện đó mà người ta cũng không biết luôn uh, à, Thưa nó... cô Lan nhưng mà cho tôi kết luận như vậy như vậy tóm lại là mình không nên đi chợ nếu không đi chợ thì không có đồ ăn Thanksgiving. Cảm ơn bác Thái đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an. Kính chào tạm biệt quý khán giả và cô Ngọc Lan.